không khí sôi động. Sau đây chúng con xin mời ông bà bố mẹ, các thầy cô giáo cùng đến với điệu nhảy Samba Ly vui tươi với sự phối hợp nhịp nhàng khéo léo của các bạn vũ công nhí đến từ lớp Mickey 1. We respect and parents and teacher. Enjoy the playful dance. Somebody so enjoy as the coordination of the kid dancer from the class Mickey 1.